Ơi, ba nghe nè. Trời, gì đây? Trời, con thích băng heo này hả? Ôi rồi, băng heo này con lấy đâu vậy? Ở đâu? À, con lấy băng heo trong cái đống của cái thùng này đúng không? Ừ, cái thùng này là thùng quà của cô Sophia gửi từ bên Mỹ á, gửi về tặng cho con á. Ờ, thì cô tặng con thì sao? Trời, có ai cấm không cho chơi đâu. Rồi làm gì hả? Tôi cho chưa mà lấy đi. Trời đất cơ này hổn nha. Kỳ ha, vậy là kỳ á. Rồi bà dạy hay sao? Khi mà có cô chú gửi quà tặng cho con á thì con phải biết làm sao. Nói coi. Giỏi, vậy mới đúng chứ. Good girl.